Ok, anh em, hôm nay mình sẽ quay lại với cả Captain, à không, update, review, các kiểu đa điều. Nhạc có vẻ hơi to, đợi chút. Ok, nhạc đã nhỏ. Mình sẽ review qua về Captain và thằng Frank Castle thì mình chưa có nâng được lên tại vì là mình vẫn đang để nó ở tier 2. Sáng nay mình mới nhảy vào mình nâng lên tier 2 nhưng mà cũng chưa đi World Boss để lấy nó cái potential nữa, cho nên là đợi đi. Thằng này thì nghe review qua, tức là xem một vài người comment thì bảo là thằng này yếu và không có khỏe lắm. Mình sẽ đợi sau. Và mình nghĩ là những cái update như này thì thường mọi người sẽ nên skip mấy con kiểu phụ như này, tại vì là giá trị của nó rất là thấp, không có được lâu dài. Còn về Captain America thì sẽ là điểm nhấn của update này. Về ngoại hình thì nói chung là tùy từng gu, mình thì thấy là cũng ok, không có quá xấu, tại vì là đây là cái uniform bản gốc của nó. Còn đương nhiên là nếu mà so với những bản kia thì mình nghĩ là mấy bản kia vẫn đẹp hơn và nó ngầu hơn, nhưng mà này thì nó cũng gọi là không đến nỗi. Ok, không sao. Rồi, gear thì mình sẽ là 200 crit damage. Artifact có rồi, cái này cho free rất là dễ kiếm. Isolate thì mình đã nâng lên 12. Sau khi nâng lên xong thì mình hết sạch cả isolate luôn, không còn cái gì hết. Tie rank 4. Skill này thì mình sẽ đọc này. Và gear thì mình đang có ít 5 sao Uru Physical Attack và một cái Orange Blessing. Rồi, về phần skill ấy, rõ ràng nhất định của nó là đầu tiên là có tier 3 này của nó. Hiện tại bây giờ là nó không phải ấn giữ để charge nó lên, để nạp nó lên nữa. Và thứ hai nữa là khi mà đánh có thể dùng nó để di chuyển xung quanh đường, rất là tốt cho việc mà đánh như kiểu Dormammu. Nó đánh chiêu thì mình dùng chiêu tier 3 này để mình chạy trốn cũng ok. Đó, để mình xem còn gì nữa không. Thằng này cũng có mấy cái giảm damage nhận vào thì rất là ok, mình không có... Đây, có cái giảm damage nhận vào là 35%, cũng rất là tốt cho PvP này. Đó, chiêu này thì có gì? Chiêu này thì có phản đòn, có accumulation là 20%, rất là cao. Úi, mình chưa max cái này lên. Chưa max. Đắt thế. Rồi, nó sẽ tăng 1% attack, accumulation và max của nó là 20%, rất là cao nha. 4 này của nó thì có burn, có shock. Cái này thì có fracture. À, cái 1 này có, cái 2 có fracture này. Số 5 này thì có silence, paralysis, tức là nó có rất là nhiều các cái chỉ số để cho Alliance Battle Extreme và Alliance Battle Legend. Legend thì có fracture, shock với cả cái gì ý. Nhưng mà thằng này có fracture và shock rồi, cho nên là cũng ngon lành đi. Rồi, về phần chiêu cuối này của nó thì nó có tăng attack là 70%, rất là cao. Và không hiểu cái dòng thứ hai này là gì luôn. Ignore all damage over max HP là gì thì mình cũng chả hiểu nữa. Cho nên là kệ, bao giờ người ta test xong thì người ta sẽ review. 7 thì trông được không? Ô, 2 cap, tự gọi mình ra. Ha. 94% cao vãi. Ignore all attack over 16%. Mình nghĩ là như kiểu là máu, tức là những đòn tấn công nào mà cái giá trị của nó mà cao hơn 16% HP của thằng này thì nó sẽ bơ hoàn toàn luôn. Tức là giả sử như là thằng này một cái HP của nó đi là 100.000, thì khi mà 16% của 100.000 tức là 16.000, đúng không? Thì tất cả những đòn đánh nào của Dormammu, của World Boss hay là của PvP á, mà giá trị của nó trên 16.000 thì thằng này nó sẽ bơ hết luôn, tức là về độ châu chó rất là cao luôn. Thì mình sẽ xem là liệu là nó có như nào. Đấy. Rồi, à quên, rotation thì nó khá đơn giản. Và mình thấy là thằng này dùng được proc, nhưng mà mình nghĩ để mà hiệu quả nhất thì mình nghĩ là dùng rage sẽ là tốt hơn. Nhưng mà proc thì cũng ok, tại vì anh em nếu mà xem thằng này để mình thử, nó rất là nhiều hit, các chiêu của nó rất là nhiều hit, đánh sẽ rất là phê. Đó, ấy chết. Nhìn đường ấy mơ, đi sang bên này. Ok, thì rotation của mình á, sẽ là ấn 3 để có accumulation lên này. Xong 5 như này, rơi số và ấn 4 thì nó sẽ có cả 3, 5, 4 phụ vào nhau luôn. 5 á, thì mọi người sẽ phải cancel delay một chút. Ví dụ 3, 5 như này. Như này là cancel được này. Đó, à chưa, hơi sớm rồi. Để chút. Tức là gần như là kiểu nó gần rơi xuống đến nơi, gần ra cái lá chắn á. Tức là khi rơi xuống này, nó có cái lá chắn ở đây. Đó, thì gần, lúc mà gần có mình sẽ cancel để mình thử lại nhé. 3, 5 này. Đó, 4 như này là sẽ ra đấy. Đó, thấy không? 3, 5, 4 được luôn. Đấy. Còn khi nào mà mình có chiêu số 6 á, mọi người sẽ ấn 3, 5 như này. 4, 6 là xong. Rất là dễ. Và thực ra là
Mình đi thì proc cũng khá là ổn, nhưng mà có những lúc proc cũng sẽ khó, cho nên là mình nghĩ là rage sẽ là tối ưu nhất để về khoản dễ chơi. Còn về khoản nhiều hit như này á, thì theo lý thuyết á, là cũng có thể dùng energy được, tại vì là nó nhiều hit thì nó sẽ đánh khỏe hơn. Đó, để mình nghĩ xem mình còn ý gì. À, được rồi. Còn tiếp theo nữa là để mà có tụ được chiêu tier 3 nhanh nhanh nhất á, thì mọi người sẽ nên ấn 1, 2 rất là nhiều, spam 1, 2 khi mà có thể, ví dụ 1, 2, 3, 5 như này, 4 như này, 4 xong, 1, 2 tiếp, 3, 5 như này, 4 là sẽ ấn được 6. Thì anh em sẽ ấn được 6 ở cứ mỗi 2 rotation sẽ ấn 6 được một lần. Còn giả sử nếu mọi người chỉ ấn 3, 5 như này, 4, xong dừng, đợi, xong rồi 3, 5, 4, thì chiêu 6 nó sẽ không được charge đâu, mà nó sẽ ở khoảng khoảng thiếu khoảng vài phần trăm gì đấy. Thì mọi người sẽ phải ấn đến chiêu rotation số 3 mới ấn được 6. Như vậy thì nó tốc độ nó sẽ chậm đi rất là nhiều. Thì nói chung là tùy vào skill của mọi người và kỹ năng của mọi người. Giả sử mình ấn nhanh thì mình sẽ để ấn 1, 2 liên tục vào để nó có tụ nhanh hơn. 1, 2 đây tiếp. 1, 2 á, chỗ này á, của thằng này á, rất là dễ cancel, cho nên là đánh cũng rất là ok. Đấy, còn nói chung là không có gì khác biệt cả. Bây giờ mình sẽ mang đi vào trong này để review. Rồi mình sẽ đi ở nu trước, tại vì là mình khá là lười. À, một điểm trừ rất là lớn của thằng này đó là nó không có đi được nhiều nha. Lúc mà mình mua về xong mình mới để ý á. Thì ví dụ xem thuật nu đi, từ 1 đến 9 là đương nhiên là ok rồi này. Đến 10 đến 14 thì ok, 15 cũng ok, 19 ok, 20 ok, 24. Tức là ai đi đến 24 như này thì sẽ là dùng cap rất là tốt. Nhưng mà từ 24 đổ đi này, không dùng được, 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 không dùng được. Đó, từ 24 đến 55 là không dùng được cap captain ở nu. Ok, sàn Mephisto cũng tương tự như vậy luôn, đó là đi được rất là ít. 1 đến 9 ok nha, đến 14 cũng ok này, 15 cũng ok này, 24 cũng ok này, đó đến đây là ok này, đến đây cũng ok. Tức là nó đi từ 1 đến 29, tức là cũng khá là nhiều đi cho với anh em làm mà mới. Nhưng mà giả sử như nick mình đang muốn đẩy lên cao nữa thì cap lại là không đi được nhiều, ví dụ từ đây không đi được. À, đi được ở đây từ 35 đến 39 cũng ok, thì cũng khá khá đấy. 40 không đi được và 45 không đi được. Đó, không đi được, không đi được. Và đấy, hết. Thì nói chung là về Mephisto á, thì lại ok một chút, tại vì đi được cũng hơn 30 cửa thì ok đi. Nhưng mà bên Nu thì rất là ít. Rồi, Ultron thì sao? Ultron thì mình mới mở đến cửa 40 thôi, cho nên là mình sẽ xem đến đấy. Đến 10 ok này, 14 ok, 15 có đến 19 ok. Từ đây thì 20 đến 24 không được, 25 đến 29 cũng không được, 30 đến 34 không được, và 36 đến 34, 40 cũng không được luôn. Đó, ta đi được một nửa của mình. Còn bên Go, 1 đến 9 ok, đến 10 ok, 15 cũng ok. Tức là mấy cửa này đầu á, nó toàn ăn nái nhau, cho nên là đi được hết mấy cửa đầu, nhưng từ 20 không đi được luôn. Đó, thì nói chung là tùy nhu cầu mọi người, mà mọi người sẽ xem xét nên xem là nên nâng hay không. Thì bây giờ mình sẽ review thằng này ở cửa 24 đi, tại vì là không đi được cửa cao hơn mà ở nu. Và mình sẽ so với cả Falcon. Thì mình sẽ để một tin như này, để trước khi mà vào mình thì mình sẽ xem qua lại cái bộ của thằng Falcon này. Thì nó có 180 proc ở đây. Artifact không có, Isolate cũng 12. Gear thì có thêm nhiều Odin Blessing hơn, và Uru của nó cũng cấp cao hơn. Đó, ngoài ra thì không có gì quá khác biệt. À, thằng này là Advanced Uniform nha. Còn Captain America thì mình đã mua cái nâng cái uniform của nó lên Mythic rồi, tại vì là mình cũng có mấy cái option. Đó là con Black Widow. Cái này thì Gambit cũng tạm tạm, nhiều người, khá là nhiều người có, mình nghĩ vậy. Scarlet Witch này thì quá sida luôn, tại vì là không ai có con này, quá cũ rồi và nó không có khỏe. Heimdall thì cũng tạm tạm, và Sauron thì rất là tốt rồi. Đó, thì cả ba con, hai con này mình có thì đều là dùng được rồi. Đấy, nói chung là để xem qua về cái skill của hai đứa, mình sẽ lắp cho một cái Ignoros. Ok, vô. Rotation này. Đấy, block sớm vào tay chứ. Kiểu mà nếu mà không ấn kịp á, là nó sẽ block sớm như vậy. Thì nói chung là tùy vào skill mọi người. Mình cũng vừa xong, mình cũng kiểu vừa nửa muốn ấn 1-2, nửa không muốn ấn, cho nên là nó bị xịt block. Và trong quá trình mình chơi thằng này á, mình nghĩ là mình cũng sẽ xịt block khá là nhiều. Đặc biệt là cái kiểu chơi của mình thì mình khá là chơi kiểu cục xúc.
Đó, ăn 4 nhanh thì nó bóc bóc ok luôn đúng không? Đó, một rotation như này được khoảng một cột máu thì cũng gọi là tàn tạ. Đó, như này, đấy chưa? Tức là mình ấn 1, 2 liên tục rồi nha. Tức là khi mà mình ấn thiếu 1, 2 ở cái rotation đầu á, là đến rotation thứ hai này mình đã thiếu không có cái chìa bà rồi. Đấy, anh em nên để ý một chút. Tại vì là nếu mà muốn tối ưu hóa nhất có thể thì mọi người sẽ phải ấn spam liên tục. Và vì lý do đấy mà mọi người sẽ nên là muốn có dùng rage. Đó, mất bóc rồi. Đó, nói chung là tùy mọi người xem thôi. Tại vì nếu mà bây giờ mình hy sinh một rotation để những rotation sau của mình có tier 3 nhanh hơn thì mình sẽ phải làm như này. Đó, thì nó sẽ có tier 3 luôn. Nhưng mà từ rotation sau đó, nó sẽ không có bị phá như trước nữa tại vì là mình đã quen hơn rồi. Không có kịp. Mình nghĩ là energy cũng sẽ dùng được đấy nhưng mà sẽ khó chơi hơn. Và chiêu tier 3 thằng này á, đánh rất là đau luôn. À quên mất nữa là chiêu 4 thằng này có cái thằng gọi Iron Man ra cũng vui ha. Đấy, nói chung là mình thấy là mình bóc cũng ok đi. Để mình thề là bây giờ mình cứ nói xong là mình sẽ bị bóc trượt bây giờ đây này. Không kịp rồi. Mình căn trượt cái tier 3. Đó, thì 3 phút 43 đến hết phase đầu tiên cũng là khá là ổn với một thằng chỉ có một cái lead đều của Aris ấn nhầm. Gọi đến lead đều của Aris và không có support thì như vậy là cũng ok. Rồi khắp đâu? Ra đây nào. Gì vậy? Chưa gì đã vào cái phase này rồi. Tự nhiên phase 2 này đi như dở hơi. Đó, nói chung là anh em nào mà chơi kiểu cục súc như mình được mà spam được skill thì cũng khá là vui. Tốc thằng này được cái tốc độ đánh của nó rất là nhanh và nó cho mình một cái cảm giác chơi nó khác so với cả bọn bọn khác. Thì những bọn khác ví dụ như cả Thor hay là những con khác thì mình sẽ chơi mình vừa phải chơi vừa đợi hồi skill đúng không? Thằng này thì các chiêu của nó đi vào nhau rất là hợp luôn, vừa nói xong thì xịt bóc liên tục. Má nó. Đợi chút này. Bà chạy này. Bà chạy này cũng hay đúng không? Đó, mình show luôn cho anh em cái tốc độ chạy, cái kiểu khả năng chạy của nó. Thằng này được cái chơi 1-2 của nó cũng rất là dễ cancel luôn. Tại vì nhiều con, ví dụ như kiểu anh em hình dung xem là Iron Man hay là Captain Marvel, cái chiêu 1-2 của nó mình cũng khuyên là nên cancel trong cái lúc chơi, nhưng mà nó cancel khó hơn rất là nhiều và nó thường bị giữ lại. Nhưng mà tốc độ như này là ok, mình thấy ok. Mặc dù là nãy mình bị xì mất mấy lần tại vì là chơi dở hơi rồi đổi người sai các thứ. Nhưng mà nhìn chung tốc độ này là ok. Lại xịt bóc tiền sư nữa. Sợi. Quả nãy định đổi người cơ, không may không đổi. Đó, chết em. Đợi, hồi máu. À quên, hồi chiều. Mình khen số 3, 4, 5 hơi sớm. Thôi không sao. Bóc đâu, bóc đâu, bóc đâu, bóc đâu, bóc đâu, bóc đâu, bóc đâu. Rồi, 1 phút, ok. Còn 1 phút và
bao gồm cả một số những lần chơi ngu. Bây giờ sang đến Falcon. Ok, Falcon Sun Phase đầu tiên là thừa khoảng 1 phút rưỡi, tức là đúng thời gian tiêu chuẩn luôn. Tính ra là anh em nào mà đi cửa 20 của Nu này mà không có PS như mình thì đi chật vật phết hả? Tại vì là đâu có con nào đi được như này đâu. Chắc là kiểu phải nâng Moon Knight lên kiểu 80 thì mới đi được, chứ còn support không có, lead thì ít, lead chắc có mỗi kiểu hook không uniform, rồi Ares thì mất tiền, mất công để nâng lên. Còn ai nữa? Hết rồi. Hộ một rotation nhá. Nãy mình cũng dùng Falcon đi một rotation, thì mình sẽ dùng lại đây. Mình vừa bị chết Falcon, nhưng mà đi đến hết cột 7 cột máu mà vẫn còn 40 giây như này, tức là kiểu gì nó cũng xong 7 cột cuối nhanh hơn là Captain America, hoặc là ngang ngửa. Đấy, đúng không? Thì nói chung là mình thấy là Falcon vẫn là nhanh hơn Cap một chút. Đồ đạc thì cũng khá khá là ngang nhau. Ok, đấy, thì anh em tự đánh giá xem là như nào. Mình thấy thì Cap vẫn là ok, đánh được. Nhưng mà để mà nói là khỏe nhất ở cái level 70 này thì là chưa phải. Bây giờ mình sẽ lắp cho nó một cái CTP of Rage. Tại vì là mình đã nói là Rage ok đúng không? 0.9 các thứ là chắc là max ballet rồi. Rồi, cho nên là mình sẽ lắp cái này vào và mình test xem là nó đi ok không, tất cả chỉ số ngon nghẻ. Và mình sẽ so sánh với cả Venom. Mình định so với cả Venom, nhưng mà mình mới lôi lại cái clip review Venom lần đầu của mình ra, thì clip đấy mình dùng Venom của mình là dùng bóc thường chứ không phải là CTP, thành ra là không có so được như vậy. Bây giờ chắc mình so với cả Venom CTP Average, nhưng mà là level 80 thì nó sẽ rất là chênh lệch. Nhưng mà để xem sao. Quên, nãy giờ mình ấn theo số 6 à? Mình đang kiểu mình vừa chơi mình không có dùng não suy nghĩ, mình đánh bừa. Đợi chút nha. Kiểu vừa rồi là rotation của ai mà cancel 6 sang 4 ấy nhỉ? Kiểu mình thấy là không phải rotation của thằng này. Ok, dùng Rage cảm giác không có một rotation của nó không có hơn lúc nãy nhiều ha. Ok, giờ rút chiêu tier 3 này thì ngon này. Không có block. Ok. Bóc đâu rồi? Bóc sỏi chậm. Cái đồ má đang quay clip thì cái số mẹ nào nó gọi vào. Thế là ảnh hưởng. Ui chậm thế, sao đi chậm thế? Thế là giờ lại phải quay clip mới để lát nữa ghép vào clip kia. Khốn nạn. Bình thường á, mình không bao giờ mình ghép clip gì hết. Mình cứ quay xong mình đăng thẳng lên luôn. Sao chậm thế này? Ấn lại đi, chi lại đi. 3 phút 45 tức là cải thiện so với lúc nãy được 15-20 giây. Không có quá là nhanh. Hả? Huh. Chả lẽ dùng Rage lại không có hơn cái 200 proc. Mình nghĩ thằng này cũng như những bọn khác thôi, đó là cứ phải lên mẹ level 80 hay là tier 4 thì nó mới khỏe thực sự. Còn hiện giờ là game nó cứ dấn dữ ở cái level thấp như này để mà ép mình phải nâng lên.
Kìa, bóc. Tại sao lại bị cancel hết skill rồi? Gì vậy? Đừng hỏi tại sao mình không thích dùng Rage nha, mà tại vì Rage nó proc random lắm, nó ngẫu nhiên lắm. Mình proc bằng kia, nãy giờ anh em thấy mình chơi đoạn trước á, mình chơi proc á, proc thường á. Mình proc đẹp vãi trưởng ra cả trận xịt có 1-2 cái gì đấy. Đây dùng Rage nãy giờ là nó rất là khó khăn. Không có kịp chiêu 6 rồi. Thôi không sao. Để tí nó rút con dòng luôn. Nhầm chỗ. Mẹ. Ok, tốc độ đã cải thiện rõ rệt so với cả khi mà mình dùng proc thường. Đương nhiên là phải cải thiện rồi, không thì... Mình chết hả? Đường vẫn sống, thật là khủng khiếp. Ok. Không proc luôn, đó, thấy chưa? Mình bảo là mình ghét dùng Rage là vì cái lý do này mà. Cứ thỉnh thoảng nó đéo proc như vậy thì rất là ức chế cho người chơi. Ê, tính ra vẫn chậm. Vẫn chậm đúng không? Nãy thằng Falcon nó xong cửa này đến đây là còn 1-2 phút hay gì à? Thằng này bây giờ nó vẫn lẹt đẹt ở đây. Là sao? Là sao vậy hả? Cap? Sao vậy Cap? Tại sao tốc độ lại chậm như vậy? Chậm hơn lúc dùng proc là sao? Nãy proc dùng còn thừa 1 phút cơ mà. Ê em, tại sao vậy? What the fuck? Chậm hơn là sao? Sao tôi thấy khó hiểu vậy? Proc. Ê, chậm hơn là sao? What the fuck? Ê, ta không biết nha. Cái này không biết nha. Sao nó lại chậm hơn được? Khó hiểu vậy. Thử dùng Venom nhá. Ok, Venom xong phase đầu tiên là 4 phút 10 giây. Cũng được. Đương nhiên là Venom này level là 80 rồi. Cho nên là so sánh nó sẽ rất là khập khiễng. Nhưng mà do là mình hết mẹ con để so sánh rồi. Con nào cùng level của nó thì đang không có CTP. Con nào có CTP thì đều đang là level 80. Cho nên là rất là khó để mà so. Nhất là cái tầm này. Thì khi nào mà mình có cap level 80 á, mình sẽ quay lại đây mình làm clip lần nữa. Thì lúc đấy chắc chắn là cap nó sẽ khỏe hơn. Hiện tại thì mình cảm giác là cap vẫn hơi... Tức là dùng được. Nhưng mà nó yếu. Nó không có best. So với 80 thì... so với 70 á, thì nó không có xịn. Còn đương nhiên là lên 80 á, thì sẽ còn phải so sánh. Nhưng mà hiện tại là Venom đang là ăn đứt rồi. Thời gian gấp đôi như này. Không làm chạy luôn. Rồi, đó, Venom thì tốc độ của nó hơn hẳn. Không có điểm gì để mà so sánh nữa. Tại vì nó quá chênh lệch. Rồi, xong. Thì để tổng kết lại. Đợi nó ra cái này đã. Tổng kết lại, mình thấy là cap hiện tại là level 70. Thì là dùng được và dùng ổn. Nhưng mà để gọi là best thì là chưa. Giả sử như là lựa chọn phân vân giữa Kamala Khan, Spider-Man và Cap thì mình sẽ vẫn sẽ chọn Spider-Man và Kamala Khan thay vì là Cap. Nhưng mà khi mà để lên 80 thì mình sẽ so sánh tiếp để xem là ví dụ như so sánh Namor, so sánh Cap, so sánh Venom thì xem là con nào khỏe đúng không?
Và thứ hai nữa là xét về cái khoản CTP thì mình thấy là proc là hoàn toàn là dùng được. Đương nhiên là sẽ cần một chút skill, như mình vừa rồi mình anh em xem có thể làm thế là mình proc khá là đều, khá là ổn. Nhưng mà đồng thời là nó cũng sẽ yêu cầu rất là phải nhiều kỹ năng. Còn nếu mà muốn dễ hơn thì đương nhiên là sẽ dùng CTP Average. Còn theo lý thuyết thì thằng này skill của nó rất là nhiều hit, nó rất là đông, kiểu đông hit ạ, nhiều hit ạ. Cho nên là về lý thuyết thì có thể cũng sẽ là dùng được energy. Thì mọi người sẽ lên mạng xem review các thứ của Senegalex, Coronation, Beast Mode hay bất kỳ ai đấy để xem là mọi người nên dùng CTP nào. Hiện tại thì mình sẽ là một là proc, hai là energy average thường cho dễ chơi. À ok, anh em thấy ý kiến thế nào thì có thể comment cho mình biết. Thank you anh em, bye bye.